Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn về những cái hành động mà tuyệt đối các bạn không được làm khi mà các bạn bị chia tay nha. Bởi vì rất là nhiều các cái mối quan hệ chia tay hoàn toàn có khả năng để quay lại nếu như các bạn ứng xử đúng đắn, ứng xử cuốn hút và không để cho mọi thứ nó tanh bánh quá. Đương nhiên Toàn đã cứu được rất là nhiều các cái mối quan hệ mà tan vỡ có thể quay lại được với nhau rồi. Thậm chí những ca rất là khó thì đương nhiên là nếu mà khó thì mình vẫn có thể quay lại, nhưng mà cái hành trình nó sẽ gian nan hơn, nó sẽ vất vả hơn và nó cần nhiều bản lĩnh hơn. Còn nếu như ngay từ đầu mà các bạn giữ cho mình để không có mắc quá là nhiều những cái sai lầm ấy, thì đương nhiên là cái khả năng để quay lại nó sẽ, tỷ lệ nó sẽ cao hơn rồi và nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn rồi. Cho nên có những cái sai lầm tuyệt đối không bao giờ được mắc nếu như các bạn là người bị chia tay nha. Một, không bao giờ được làm, đấy là khủng bố tin nhắn điện thoại của người ta. Rất là nhiều bạn khi mà bị chia tay thì các bạn bị sốc mà. Các bạn không chấp nhận được cái sự thật đấy. Thế là các bạn không đồng ý chia tay. Các bạn phản ứng một cách rất là kịch liệt. Các bạn níu kéo, mà người ta càng từ chối các bạn càng níu kéo mạnh. Đến nỗi đối phương phải phũ với các bạn. Thậm chí người ta tức quá, người ta chặn Zalo của các bạn, chặn tin nhắn của các bạn, thì các bạn càng điên tiết hơn. Các bạn lấy số khác các bạn gọi. Các bạn đăng nhập vào những cái tài khoản riêng tư của người ta để xem là người ta nói chuyện với ai như thế nào. Các bạn kiểm soát họ. Sau đó người ta không chịu gặp các bạn thì các bạn xông đến tận nhà người ta, xông đến phòng trọ của người ta. Nói chung là các bạn làm những hành động gọi là khủng bố người ta về tinh thần. Những hành động đấy nó rất là điên rồ, cho thấy các bạn không chấp nhận được cái sự thật chia tay. Thì tuyệt đối các bạn không bao giờ được làm điều này nhé. Nghe thì nhiều bạn có thể thấy rồi, ôi mình không bao giờ làm điều đấy đâu. Nhưng thực sự ấy, khi mà các bạn quá yêu một người và khi bạn bị chia tay ấy, thì thực sự cái tình huống này rất là phổ biến. Rất là nhiều các bạn mắc phải luôn. Cho nên là cái điều này phải tuyệt đối các bạn tránh nha. Bởi vì nếu các bạn khủng bố người ta ấy, thì người ta sợ các bạn. Ban đầu có khi người ta chỉ là cảm thấy rằng tình cảm nhạt dần thôi, ít đi rồi, đang không có cảm giác yêu ở cái thời điểm đó thôi. Thế nhưng mà nếu bạn làm đúng thì tình cảm vẫn có thể quay trở về. Thế nhưng mà bây giờ bạn khủng bố người ta thì đáng nhẽ người ta chỉ bình thường là người ta chán thôi. Bây giờ mình làm người ta sợ luôn, người ta chạy luôn. Đó, nhưng đôi khi người ta sợ chạy, không bao giờ người ta dám quay về nữa các bạn ạ. Nha. Cái điều số 2 mà các bạn không bao giờ nên làm ấy, đấy là với mỗi động thái cử chỉ của đối phương bắt đầu các bạn phải phản ứng ngay. Bởi vì khi các bạn phản ứng ngay thì nó chứng tỏ rằng mọi hoạt động cử chỉ của người ta đều đang chi phối cuộc sống của các bạn. Các bạn không có cuộc sống của mình. Các bạn đang phụ thuộc vào người ta. Và phụ thuộc tình cảm như vậy rất là kém cuốn hút. Nhiều bạn thì, ôi, cô ấy hoặc là anh ấy vừa mới đăng một cái status như thế này này, em phải làm gì đây? Em chẳng phải làm gì cả. Lúc đấy Toàn nói với các bạn này, em chẳng phải làm gì cả. Đó là việc của họ, đúng không? Họ vui hay họ buồn đấy là việc của họ các bạn. Chúng ta bị chia tay thì chúng ta càng phải giá trị hơn. Để chúng ta biết rằng người nào muốn được chúng ta quan tâm, họ phải chiến đấu để có lại đặc quyền đấy. Chứ không phải họ thích thì họ bỏ mình. Xong họ bỏ mình rồi, họ không cần mình thì mình phải cần họ lắm. Xong mỗi động thái cử chỉ của họ mình phải phân tích. Họ đăng một cái vô va vô vẩn đấy, nó chẳng liên quan gì, cũng phải phân tích xem là ôi người ta làm cái gì. Mặc kệ người ta đi. Đó, mình đã nói rồi, khi các bạn bị chia tay thì cái thứ họ đang thiếu ấy không phải là tình yêu, nên không cần phải thể hiện tình yêu với họ. Mà thứ họ thiếu chính là cái cảm giác các bạn cuốn hút, các bạn giá trị cao, cái cảm giác sợ mất bạn đều muốn giữ các bạn. Còn các bạn không cho người ta sợ mất thì lấy đâu ra lý do để người ta muốn giữ các bạn ở trong đời, đúng không? Cho nên là đừng bao giờ để cho từng cái động thái của người ta chi phối các bạn, dù cuống quýt hết cả lên. Chị ơi, anh ấy hoặc cô ấy block em rồi. Block cho người ta block. Bởi vì đôi khi người ta block rồi người ta chặn các bạn không hẳn là người ta hết tình cảm với các bạn đâu, mà đôi khi là vì người ta nhớ các bạn ấy, người ta đang nghĩ đến các bạn ấy, người ta không muốn chấp nhận cái sự thật là người ta vẫn nhớ các bạn, vẫn nghĩ các bạn nên người ta xóa đi đấy. Nó cũng tùy trường hợp thôi, chứ đôi khi block với cả chặn nó chưa phải là cái gì được quá tệ đâu. Hay là ô người ta xóa hết ảnh hình ảnh của hai đứa rồi, người ta bỏ trạng thái tình cảm của hai đứa rồi, em sợ quá. Sợ cái gì? Các bạn càng sợ nhá, và các bạn càng yêu nhiều, các bạn càng phải bản lĩnh trong những tình huống đấy. Mình càng phải giữ được cái sự bình tĩnh của mình. Và các bạn sẽ hỏi là ôi em phải làm gì? Thì thực sự những cái gì các bạn phải làm để quay lại với người yêu cũ, mình có làm cụ thể trong khóa học lộ trình quay trở lại với người yêu cũ rồi. Cho nên là các bạn cứ làm theo cái lộ trình đấy nhá. Cứ lên trang toàn nguyễnhạnhphúc.vn
kéo xuống có khóa học lộ trình quay trở lại với người cũ đó, thì các bạn sẽ biết mình phải làm gì cho đúng đắn, chứ không bị những cái hành vi này nó chi phối, được không nào? Người ta block cũng kệ người ta nhá, người ta xóa trạng thái, người ta xóa hình ảnh của hai đứa cũng không sao. Và còn cứu được cho những cái tình huống mà bên đối phương cái còn van lại mình là xin hãy tha cho người ta đi, bởi người ta chán mình quá rồi. Thế mà khi mình ứng xử đúng trở lại, mình vẫn cuốn hút người ta cơ mà. Đó, cho nên là đừng vì những cái đó mà nó làm mất hết cả cái giá trị của mình đi. Điều số 3 là không được phép níu kéo khi người ta đã quá chán ngấy mình rồi. Rất là nhiều bạn ấy cứ cố níu và nghĩ rằng níu là sẽ được, không níu thì sẽ mất. Không, các bạn ạ, ngược lại, các bạn càng níu các bạn mới mất. Đặc biệt khi mình biết rằng người ta đang chán ngấy mình rồi. Nhiều bạn thì nói là tại trước đây em sai, em làm cho người ấy mệt mỏi khó chịu nên bây giờ em phải níu. Bạn càng làm cho người ta mệt mỏi khó chịu, bạn bây giờ càng phải để cho người ta yên. Cái sự để cho người ta yên là chứng minh các bạn đang thay đổi rồi đấy, chứ không phải là bây giờ em phải làm gì người ta mới thấy em thay đổi. Các bạn để yên cho người ta thôi cũng là thể hiện các bạn đang thay đổi rồi. Nhưng nhiều khi các bạn không đủ kiên nhẫn, các bạn không đủ kiên trì. Vậy thì lúc đấy Toàn hay nói với các bạn một câu như này này: nếu em không đủ kiên nhẫn, không đủ kiên trì cũng được, vậy thì em sẽ được gì sau sự bốc đồng của mình? Bây giờ chị phải nói thẳng với em, không còn gì để mất nữa cả. Bởi vì nếu em cứ điên khùng, em cứ làm những cái điều sai trái, thì chỉ càng ngày người ta càng hạ thấp mình thôi, người ta càng mất đi cảm xúc với mình thôi. Còn nếu em muốn có cơ hội nhá, mình muốn có cơ hội thì mình phải ứng xử đúng thôi. Ứng xử đúng thì may ra còn có cơ hội, còn nếu ứng xử sai thì coi như mình tiệt con đường của mình luôn. Đó, các bạn ạ. Chứ cho nên là đừng bao giờ cứ cố níu kéo khi người ta đã chán ngấy và nghĩ rằng nếu mình không liên hệ với người ta, nếu mình không níu kéo người ta thì mình sẽ mất. Bởi vì các bạn càng níu kéo người ta thì cái hành trình mất của bạn nó sẽ càng nhanh hơn. Người ta sẽ càng chắc nịch với quyết định bỏ các bạn là đúng lắm luôn. Thế cho nên là Toàn đã chứng kiến rất là nhiều bạn gặp đau khổ khi mà trên cái hành trình níu kéo này rồi. Nên là không muốn các bạn phải tiếp tục đau như thế nữa. Giá trị lên, bản lĩnh lên. Vì trên đời này có một cái quy luật, chỉ những người giá trị và bản lĩnh mới được yêu thôi. Còn yêu nhiều không phải là hạnh phúc đâu. Yêu nhiều không có nghĩa là được yêu đâu. Yêu là phải yêu đúng cách. Đây cũng là cái điều bạn được học trong khóa học thấu hiểu tâm lý đàn ông nha. Bạn nào cũng nên tham gia. Cái điều số 4 mà các bạn tuyệt đối không được làm khi mà bị chia tay, đấy là để đối phương chi phối cảm xúc của bạn, được không nào? Ví dụ sau khi chia tay, để cho người ta thỉnh thoảng người ta nhắn một cái tin, xong ôi mình cảm thấy hạnh phúc quá, mình trông chờ cái tin nhắn này quá. Thì là người ta nhắn một cái tin, nói mỗi câu hỏi em đang làm gì, hoặc là anh đang làm gì một cái, thì là mình trả lời hàng tràng, hàng tá. Xong rồi trả lời xong người ta không thèm trả lời mình. Đấy, bạn thấy không? Xong cuối cùng mình lại hụt hẫng, mình lại buồn chán, mình lại khổ sở. Cái lúc nhận được cái tin đấy vui bao nhiêu, bây giờ mình chút hết bầu tâm sự công sức ra, mình lại thất vọng bấy nhiêu. Và cứ như thế rất là nhiều bạn để cho người yêu cũ thỉnh thoảng lại quay lại xáo trộn cảm xúc của bạn một tí. Đó, thì thành ra là cuối cùng người ta, tại sao người ta có những cái tin như vậy? Bởi vì người ta nhắn một cái tin đấy, người ta biết ngay bạn còn yêu người ta hay không. Bạn cứ chút hết bầu tâm sự rồi là người ta nhắn một tin, bạn nhắn đi chục tin cho người ta. Người ta nhắn một cái tin ngắn mà mình nhắn một cái tin quá dài, mình quá đầu tư tình cảm vào cái tin nhắn đấy, là người ta biết ngay là ô, mình đã vẫn sẵn sàng chờ người ta, mình vẫn đang yêu người ta lắm, mình vẫn cần người ta lắm. Thì bắt đầu người ta lại không có động lực gì cả, không có cảm giác cuốn hút gì cả để mà phải chinh phục lại các bạn hết. Đó, cho nên là không để cho đối phương chi phối cảm xúc của các bạn sau khi chia tay nhá. Đầu tiên, nếu người ta chỉ nhắn những cái tin bâng quơ vậy, không cần trả lời luôn, để cho họ biết rằng viên ngọc mà họ đánh rơi mất rồi, để cho người ta phải băn khoăn đến bây giờ cái viên ngọc đấy đã rơi vào tay ai rồi, đúng không? Mà thấy bạn càng ngày càng xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn, dễ thương hơn, thành công hơn, họ lại càng biết rằng viên ngọc đấy thế nào cũng có một người đàn ông xứng đáng hơn và tuyệt hơn mình. Và cái cảm giác mất người phụ nữ từng thuộc về mình vào tay một người đàn ông tốt hơn, nó mới là cái đau đớn của họ. Họ mới không cam tâm, họ mới không muốn chấp nhận và họ muốn quay lại với các bạn nhá. Cho nên đừng có làm sai. Và đó là những cái điều mà tuyệt đối sau khi chia tay không được phép làm. Và đừng quên tham gia những khóa học mà có chỉ ở trên
khóa lộ trình quay trở lại với người yêu cũ, khóa thấu hiểu tâm lý đàn ông bằng cách là lên Google gõ toanNguyễnHạnhPhúc.vn sẽ ra cái trang của mình kéo xuống có khóa học này, đăng ký ngay vào luôn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.